Hi, xin chào tất cả các máy tài đại với kênh Hạ Chiều Xe Tải. Hôm nay xin review cho các máy tài dòng xe sắt X150 thùng kính, có cửa hông. Con này giá xe thì hiện tại là 322 triệu, đôi chút 80 triệu thì có thể nhận xe. Đây là toàn bộ con xe sắt X150 thùng kính. Đằng trước có chữ sắt mà chrome vàng, đã là phiên bản nâng cấp của chữ sắt. Đèn sơn mờ đây, đây là đèn chiếu sáng, đèn sáng, động cơ Euro 4, con xi lanh. Này em đi sơ qua tổng thể con sắt này. Thì con này thì thùng của nó là 3m2, chiều cao thì là 1m6, đây là cửa hông này. Và chiều ngang thì cũng là 1m6. Thùng thì dập bằng inox. Đèn xi nhan. Sơ review sơ về là thùng xe. Con này thì tải thì 1 tấn 90. Bánh trước cũng sau này. Bánh trước này. Thì các bác nào mà thấy thích con sắt X150 thì cứ liên hệ cho số điện thoại em mô tả bên dưới. Em tên Hạ Chiều. Rồi em xin review sơ vào trong cabin của con sắt X150. Đây, cửa, có kính chạm điện nè. Đây, đây là cửa mặt cửa đông. Kính chạm điện. Đây, tổng thể cabin tròn. Đây là vô lăng của con sắt X150, vô lăng bóng cháo chắc chắn. Hộp cách lô nè, đồng hồ đẹp. Đây này dùng chỉnh máy lạnh, radio, để đồ. Nhưng mà con này thì nó có một cái hạn chế là nó chỉ được 2 chỗ ngồi. Đây, một ghế tài và một ghế phụ. Đây, có thêm này, đây là mở cửa sổ trời. Đây, thì con này hiện tại thì nó gồm có là thùng bạc, thùng kính không cửa hông. Còn em đang review cho các bác là thùng kính mở cửa hông. Đây, vô lăng, 5 số tiến và một số lùi. Thôi, em review đến đây là kết thúc. Em xin chúc các bác tài một ngày làm việc thật là vui vẻ. Và luôn mời gặp nhiều may mắn. Em xin hết. Showroom của em là ô tô Phú Cường, địa chỉ D7-14A quốc lộ 1A, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi mô tả thì em có để dưới mô tả là số điện thoại, tên em. Các bác đến thì các bác cứ gọi cho em, để ra em sẽ tư vấn và giúp các bác lựa chọn con xe, hoặc là những cái mà liên quan đến ngân hàng tốt nhất. Em xin dừng clip ở đây. Em chúc các bác một ngày làm việc thật là may mắn, vui vẻ. Và nói chung là các bác đừng quên bấm chuông và subscribe cho kênh của em, để em còn ra những cái clip là đẹp và tốt chất lượng nhất nha các bác. Em xin chào các bác.